Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hòa Bình, từ 16 giờ ngày 16 tháng 3 đến 16 giờ ngày 17 tháng 3 năm 2022, tỉnh Hòa Bình ghi nhận 3.845 trường hợp mắc COVID-19, trong đó thành phố Hòa Bình ghi nhận 880 trường hợp, huyện Kim Bôi ghi nhận 577 trường hợp, huyện Lương Sơn ghi nhận 304 trường hợp, huyện Lạc Sơn ghi nhận 300 trường hợp, huyện Mai Châu ghi nhận 387 trường hợp, huyện Yên Thủy ghi nhận 213 trường hợp, huyện Tân Lạc ghi nhận 307 trường hợp, huyện Đà Bắc ghi nhận 335 trường hợp, huyện Cao Phong ghi nhận 302 trường hợp, huyện Lạc Thủy ghi nhận 237 trường hợp, bệnh viện dã chiến số 1 ghi nhận 3 trường hợp. Trong ngày 17 tháng 3 năm 2022, toàn tỉnh có 2.648 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng, 1.197 trường hợp đã được cách ly trước đó,